Thầy xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với bài giảng điện tử của trường tiểu học Bình Trị Đông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài nhảy dây bài 41 tuần 21 của bài thể dục lớp 3. Mục tiêu yêu cầu của bài học về phần kiến thức, bước đầu biết được thực hiện nhảy dây kiểu trụm hai chân và biết cách so dây, trao dây, thay dây, biết cách chơi và tham gia chơi được. Về kỹ năng, bước đầu học sinh có kỹ năng nhảy dây kiểu trụm hai chân và chơi trò chơi. Về thái độ, các em tự luyện tập để nâng cao sức khỏe. Những điều cần lưu ý về chuẩn bị dây nhảy, trang phục thể thao, dễ vận động, gọn gàng, đi giày tập đầy đủ. Về vị trí luyện tập, các em tập ở sân của gia đình hay phòng tập trong gia đình nếu có. Về nội dung của bài học chúng ta sẽ qua 3 nội dung. Phần thứ nhất, khởi động. Phần thứ hai, học nhảy dây kiểu trụm hai chân. Phần thứ ba, trò chơi. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu và sang phần thứ nhất, phần khởi động. Xoay các khớp. Chúng ta sẽ xoay các khớp, xoay khớp cổ, xoay vai, cánh tay, hông, gối, cổ tay, cổ chân. Mỗi động tác như vậy, các em làm cho thầy 2 lần, 8 nhịp. Ở mức độ làm vừa phải, không nhanh quá, cũng không chậm quá. Bây giờ thầy sẽ cùng hô một lần để các em theo nhịp hô, để các em tập và theo mức độ của nhịp hô để chúng ta tập cơ đều. Động tác thứ nhất, động tác xoay khớp cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các động tác còn lại các em tập ở mức độ như nhịp hô vừa rồi. Sau khi chúng ta khởi động xong, chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, phần nhảy dây. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em học nhảy dây kiểu trụm hai chân. Thì nhảy dây thường chúng ta thực hiện qua 3 bước. Bước thứ nhất là bước so dây. Bước thứ hai là bước trao dây. Và thứ ba chúng ta mới thực hiện sang động tác nhảy. Bây giờ các em sẽ cùng nghe thầy phân tích để chúng ta có thể thực hiện theo luôn. Về cách so dây, hai tay cầm hai đầu dây, chân phải hoặc chân trái dẫm lên dây. Dây đặt sát mặt đất. Độ dài của dây từ đất lên tới ngang vai là thích hợp. Bây giờ các em nhìn qua một lần về hình vẽ. Động tác trao dây. Trao dây sang bên trái, sang bên phải, chủ yếu quay cổ tay. Hai tay chuyển động theo hình số 8. Dây được quất ra phía trước, kéo xuống dưới, sang trái, ra sau, lên cao, rồi lại ra phía trước mặt, sang trái, tương tự như vậy. Động tác nhảy dây kiểu trụm hai chân. Đứng trụm hai chân phía trước dây. Hai tay cầm hai đầu dây theo vị trí đã so dây để dây hơi trùng sát mặt đất ở phía sau.
chúng ta sẽ xem ở phần hình vẽ. Dùng cổ tay và cẳng tay quay nhẹ, đưa dây từ phía sau vòng lên cao, ra trước, xuống thấp ở phía trước, ra sau. Vòng quay dây cứ tiếp tục như vậy. Khi dây chuyển động gần đến chân thì thực hiện động tác bật nhảy bằng hai chân lên cao khoảng một gang tay hoặc thấp hơn để cho dây đi qua. Động tác tiếp tục như vậy một cách nhịp nhàng, khéo léo, sao cho không để dây vướng vào chân. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em tập các động tác của phần bổ trợ nhảy dây. Thì đối với nhảy dây, đối với một số bạn mà tập tốt rồi thì chúng ta có thể là không cần tập động tác bổ trợ. Còn những em mà chưa biết tập về nhảy dây thì chúng ta có thể tập các động tác bổ trợ. Các động tác bổ trợ các em luyện tập với điều kiện thứ nhất là không có dây trong khoảng thời gian là 2 phút. Bây giờ chúng ta sẽ đưa hai tay để thoải mái sang hai bên hông và nhảy trong điều kiện không có dây. Các em nhảy ở mức độ cao 20 cm hoặc dưới 20 cm. Các em sau khi luyện tập như vậy trong khoảng thời gian 2 phút, sau đó các em lại luyện tập cho thầy điều kiện có dây, nhưng dây chúng ta sẽ cầm sang một bên. Hai tay chúng ta sẽ cầm cái phần cán của dây, còn tay bên kia chúng ta không cầm. Chúng ta thực hiện cầm dây ở phía bên tay phải, sau đó lại cầm sang phía bên tay trái. Chúng ta vung dây từ phía sau ra phía trước, vung dây đều và chân bật nhảy theo nhịp của dây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào tranh minh họa. Các em nhìn vào tranh minh họa và các em luyện tập thử cho thầy. Trước hết là chúng ta sẽ tập đối với thực hiện động tác xo dây, sau đó thực hiện động tác cao dây và tiến đến là các em thực hiện động tác nhảy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Về thực hành thì thực hiện nhảy dây từng bước. Thời gian luyện tập trong một lượt từ 4 tới 5 phút. Thời gian nghỉ giữa mỗi lượt tập là 3 tới 4 phút. Sau khi chúng ta luyện tập nhảy dây xong, chúng ta sẽ sang phần thứ 3, phần nhảy. Phần trò chơi. Phần trò chơi hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi nhảy ô. Về chuẩn bị thì các em sẽ kẻ cho thầy một ô vuông lớn có cạnh bằng 1 mét. Chia ô vuông lớn thành 4 ô vuông nhỏ. Viết các số 1, 2, 3, 4 vào các ô vuông nhỏ như hình vẽ bên. Sau đó kẻ vạch xuất phát. Vạch xuất phát cách ô vuông lớn khoảng 30 cm. Thầy hướng dẫn cho các em cách chơi như sau. Đứng trước vạch xuất phát, bật nhảy trụm hai chân vào ô số 1. Bật nhảy chân trái vào ô số 2, chân phải vào ô số 3, bật nhảy đồng thời cùng một lúc. Trụm nhảy hai chân vào ô số 4. Bật nhảy hai chân qua vạch giới hạn và các em cứ làm liên tiếp như vậy từ 5 tới 7 lần. Sau khi chúng ta chơi xong trò chơi, chúng ta sẽ thực hiện động tác thả lỏng. Về thả lỏng chúng ta sẽ có 3 động tác thả lỏng. Động tác thứ nhất, cúi người thả lỏng hai tay. Hít thở sâu. Động tác này các em làm với thầy từ 2 tới 3 phút. Động tác thả lỏng, hừng chân. Động tác này các em cũng
thực hiện cho thầy từ 2 tới 3 phút. Một chân chúng ta đứng và một chân chúng ta hơi nhấc lên và thả lỏng bằng chân. Động tác thứ 3, chúng ta sẽ đi thường theo nhịp nhẹ nhàng vòng quanh sân, hít thở sâu một vòng. Như vậy, tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh ở nhà, các em nhớ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rửa tay theo 6 bước khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng dịch bệnh. Các em hạn chế đi ra ngoài, nếu có việc thật sự cần thiết các em đi ra ngoài thì hãy nhớ đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh nha. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy xin chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học tiếp theo.